Những con giáp may mắn nhất trong ngày 16 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này thì hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Đó là các con giáp Tý, Sửu, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi. Vào ngày hôm nay các bạn làm gì cũng thành công mỹ mãn. Vấn đề tiền bạc, các bạn có thể được lộc từ bạn bè, người thân hay họ hàng. Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân, ngày hôm nay các bạn có khả năng cao gặp một người yêu lý tưởng. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận lộc nhé. Tuổi Tý may mắn được lục hợp cục dìu dắt trong ngày này, nên con đường công danh sự nghiệp càng rộng mở, vận trình của bạn trong ngày càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Quý nhân trao cho tuổi Tý cơ hội để thăng tiến bằng chính sức lực của mình. Không chỉ công việc, tài lộc của bạn đang rất khá. Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng may mắn về tiền bạc cũng đến với bạn. Việc kinh doanh thuận lợi mang lại nguồn thu nhập lớn. Bạn có thể tập trung đầu tư vào hạng mục kinh doanh nhỏ để thử nghiệm vì vung tiền quá vội vàng. Chuyện tình cảm trong ngày cũng được cải thiện đáng kể. Điều quan trọng là do con giáp này có sự tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình nên họ phải đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy, cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, do quá bận rộn mải mê với công việc và làm giàu, khi Tết đang đến gần, con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe sa sút. Do đó bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Xem tử vi 16 tháng 12 âm lịch, người tuổi Sửu có thiên tài nhập cục nên việc đầu tư hiệu quả mang lại cho con giáp này khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán trong ngày thứ hai, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Ngày này bạn giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp bạn đi đúng đường. Cũng trong hôm nay, có thể chuyện tình cảm của con giáp này xảy ra vài vấn đề nho nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng thì ai cũng có cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa với nhau. Do áp lực công việc đè nặng nên sức khỏe tuổi Sửu trong tháng giáp Tết khá thất thường, nhất là về vấn đề tiêu hóa. Việc ăn uống tiệc tùng liên miên không đúng giờ giấc, lại sử dụng rượu bia nên tình trạng đau dạ dày xuất hiện. Ngoài ra con giáp này cũng dễ bị các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho hắng do sức khỏe đề kháng kém. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày 16 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, ngày tam hợp cục xuất hiện, tuổi Tỵ nhận được sự hậu thuẫn từ quý nhân nên mưu sự dễ thành, làm đâu thằng đó. Công việc trong ngày khá suôn sẻ, lại luôn có những trợ giúp cần thiết khi bạn gặp khó khăn. Nhờ vậy, con giáp này cũng có thể phát huy ưu thế một cách trọn vẹn. Về phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ trong hôm nay cũng khá vượng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, con giáp này nhanh nhẹn, năng động nên có thể biến những cơ may thành thực tế, tự mình gây dựng nền tảng vững chắc để làm cơ sở cho sự phát triển sau này. Cũng trong hôm nay, đường tình duyên của bản mệnh vượng sắc, con giáp này có nhiều cơ hội làm quen với người khác phái, sớm chấm dứt tình trạng độc thân kéo dài. Những người đã có đôi có cặp cũng phải trải qua một ngày hạnh phúc ngọt ngào. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Người tuổi Thân được dự báo sẽ có một ngày làm việc nghiêm túc và tập trung cao độ nhờ chính quan nhập cục. Nhờ vậy hiệu suất được tạo ra cũng rất đáng nể. Bạn có thể nhanh chóng giải quyết những việc tồn đọng đã lâu, trong khi người khác vẫn đang loay hoay tìm cách thì bạn đã bắt tay vào hành động từ bao giờ. Thói quen tiêu tiền theo ngẫu hứng, thích gì mua nấy có thể khiến số tiền trong túi của bản mệnh bốc hơi nhanh chóng. Bạn cần học cách kiềm chế bản thân trước những nhu cầu ngắn hạn và chỉ mua sắm những món thật sự cần thiết. Ngày Thổ sinh Kim, tuổi này hãy tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có, trân trọng người mình ở bên cạnh và sống hết mình với cuộc sống hiện nay này nhé.
và bạn đang có những điều khiến người khác phải ước ao và ngưỡng mộ vô cùng. Muốn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh, bạn nên hiểu là nếu chỉ tập trung vào luyện tập thường xuyên và ăn uống khoa học thôi thì chưa đủ. Tuổi Thân cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày mới có thể cải thiện tình hình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu nhờ được tam hợp thái tuế che chở nên hôn nhân, tình yêu đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất. Người có đôi ngày càng hiểu nhau hơn, người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình. Hãy lạc quan lên và tin tưởng về tương lai sắp tới. Ngày này nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh thì xin chúc mừng bởi sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định để tránh xa vào những rủi ro tiềm ẩn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng phía nam ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh, do đó không nên lui tới di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến người mẹ và thai nhi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Tam hội nhập cục, tuổi Hợi được cấp trên trọng dụng nên ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, giữ vững tinh thần này, bạn sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Hãy cố gắng trân trọng và tận dụng tối đa những lợi thế mình đang có. Hôm nay bạn cũng sẽ gặp may mắn về mặt tài chính và có nhiều nguồn thu bất ngờ, nhờ đó rủng rỉnh tiền bạc hơn để làm những việc bạn đã ấp ủ từ lâu. Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, con sắp này tìm được đối tác đáng tin cậy, mở ra nhiều hướng đi tích cực cho tương lai. Tuy nhiên hôm nay vận trình tình cảm của tuổi Hợi có phần sa sút, những ngọt ngào thuở ban đầu đã bị thời gian làm cho nguội lạnh. Đây là lúc bản mệnh và người ấy cần phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn lại tình cảm của mình và quyết định có đi tiếp cùng nhau trên đoạn đường đời. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 7 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Hải Trung Kim, ngày Ất Sửu thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Mùi, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Kỷ Mùi và Quý Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.